Một chiếc bình thủy Tiger dung tích là 3 lít nhé. Mình được trang bị công nghệ VA cách nhiệt chân không, là mình giữ nhiệt rất là tốt, lúc tiết kiệm điện. Cái này công suất của nó là 700W nhé, sử dụng điện 100V nhé. Đấy, hàng nội địa Nhật nên chúng ta cần phải cắm qua đổi nguồn. Về hình thức thì còn rất là đẹp nhé. Đấy, ở dưới và series ở dưới này. Đấy của nó là 2016 nhé. Được trang bị màn hình LCD hiển thị nhiệt độ, gương rất là xanh, rất là đẹp, lồng sạch sẽ nhé. Đấy, sản phẩm được test kỹ và dọn từ trong ra ngoài. Rồi, ok, giờ mình sẽ test lại nhé. Lưu ý khi mở thì nhấn vào đây này. Đấy, thì sẽ lấy ra rất là dễ dàng, kể cả đóng hay mở. Đấy, ví dụ ra đây đóng, nhấn vào đây, đấy nó xuống ngay, mở thế. Đây hết 570A nhé. Đấy, lực hết rất là mạnh. Rồi, ok. Đây là đèn báo đang đun nhé. Để điều chỉnh cái nhiệt độ này, ta có thể bấm vào nút. Đây là nhiệt độ giữ ấm nhé, mặc định nó đang để là 90, ta có thể thay đổi này. Đấy, 80 hay là 98 vân vân. Đấy. Đây là đèn giữ ấm, sau khi đun sôi nó lên sáng đèn này. Đây mở khóa và đây rót nước, mở khóa này, mở khóa đèn này sáng rót nước này. Đấy, lực bơm rất là mạnh nhé. Rồi, ok, một sản phẩm rất là đẹp đến từ thương hiệu của Tiger, được trang bị công nghệ VE, tiết kiệm điện, giữ nhiệt cực tốt. Đấy. Rồi, ok ạ.